Chào mừng quý vị đã đến với kênh Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì Canada đang vào cuối thu, cho nên mấy tuần trước thì cây cỏ còn vàng rực, nhưng mà hôm nay thì lá rụng gần hết rồi và nhiệt độ ban đêm cũng xuống dưới âm độ, trừ 3, trừ 4, trừ 5 độ rồi. Ban ngày mặc dù còn lên đến 5-7 độ cộng, nhưng mà ban đêm rất lạnh, cho nên cây cỏ cũng bắt đầu đi ngủ. Vườn tượng nhà Thủy thì hư hại hết rồi. Những cái gì mà Thủy đem vào được thì Thủy đem, còn rau thì thôi, kể cho tới mùa xuân năm sau. Quý vị cũng thấy là cuối mùa thì mưa nhiều và gió rất là mạnh, cho nên lá rụng nhanh và rất là lạnh. Thì Thủy có vài phút mời quý vị đi ra thành phố Ottawa nha. Trời nắng đẹp, cho nên Thủy chạy ra phố để mà ngắm cảnh thôi, chứ cũng không có để làm gì hết. Và sau đó thì Thủy giới thiệu với quý vị là những cái cây, nhất là cây ớt, tại vì cuối mùa thì ớt mới bắt đầu có trái. Tại vì cuối hè thì ớt mới bắt đầu có trái, cho nên chưa có thu hoạch kịp, mà lạnh thì hư hết, cho nên Thủy phải đem vào nhà để tiếp tục thu hoạch. Và sau đó thì Thủy sẽ cắt nhánh, cắm cho ra rễ để trồng vào mùa tới. Những cây ớt của Thủy thì nó có nhiều loại lắm, và Thủy có thể tiếp tục thu hoạch ớt cho đến tháng 12. Có nghĩa là những cái trái nhỏ lớn lên và chín để thu hoạch, và Thủy làm tương ớt, hoặc giả là để đông lạnh cho đến khi nào mình sẵn sàng để làm tương ớt. Mấy loại ớt mà Thủy có thì rất là quý và mắc tiền, cho nên Thủy phải cố gắng đem vô. Như là Carolina Reaper, Thủy có đến 3-4 màu, như là màu cam, màu đỏ, màu sô-cô-la. Và những loại ớt khác thì mặc dù không hiếm nhưng mà bỏ thì uổng, cho nên cũng đem vô nhà để mà thu hoạch trái chính. Bên cạnh đó thì những cái loại rau mà rất là dễ bị hư hại, chỉ cần nhiệt độ hơi thấp một chút, gần 0 độ là đã hư rồi, như là rau răm, rau ngò ôm và rau đắng. Thì những loại rau đó Thủy đem vô nhà trồng thủy canh. Thứ nhất là có rau thơm ăn trong những lúc lạnh xuống trừ 20 độ mà mình không có chạy ra ngoài tiệm để mà mua được. Và thứ hai là để chiêm ngưỡng, là tại vì rau thơm mọc trong nhà vào mùa đông lại là loại rau thơm thủy canh. Quý vị có biết là rau răm cũng thích nước, mà theo Thủy thấy thì rau nào cũng trồng thủy canh được đấy quý vị. Có một điều quan trọng quý vị nên để ý là nước phải di chuyển. Chứ nếu nước tù không di chuyển thì rau sẽ bị úng rễ và thối lá rồi chết. Thủy giới thiệu với quý vị một cái gọi là tabletop water fountain, không có lớn lắm đâu, khoảng chừng 15 cm rộng và 30 cm chiều dài, nhưng mà có một cái bơm nhỏ bơm nước lên xuống, cho nên nước luôn luôn di chuyển. Nếu quý vị nhà có hồ cá, thay vì trồng rong rêu thì quý vị nên thủy canh như là rau răm, rau ngò ôm,
để mà mình có sử dụng trong cái lúc mà cấp bách cần thiết mà không chạy ra chợ được. Tại vì từ nhà thủy mà chạy đi ra chợ ở trong thành phố đến gần 1 tiếng đồng hồ lái xe, cho nên thủy phải chuẩn bị tất cả. Mà rau răm thì rất là dễ trồng quý vị ơi, thủy cắt vài cọng và ngâm nước thì khoảng chưa tới 1 tuần là rễ ra trắng bốc hết, rất là dễ thương. Cho nên thủy sẽ làm thêm một hệ thống thủy canh nữa để trồng thêm rau ăn cho mùa đông. Trời đã lạnh nhưng mà cái đám mà gà và vịt của thủy chúng vẫn ở ngoài trời, không có sợ hãi gì cả. Nước rất là lạnh, mình không có muốn thọt tay xuống đấy ở dưới ao, nhưng mà vịt vẫn bơi lội vui chơi cho đến khi nào mà nước đóng băng thì chúng mới vào chuồng. Gà cũng vậy, và chuồng gà hay là chuồng vịt thì không có hệ thống sưởi, chỉ có cái hệ thống làm cho nước đừng có đông đặc cho gà vịt có nước uống mà thôi. Mùa đông thì ngày rất là ngắn, cho nên gà hay vịt, vịt thì ngưng đẻ nhưng mà gà vẫn tiếp tục đẻ, nhưng mà đẻ lơi đi, tại vì ngày thật dài gà mới đẻ đều đều, còn ngày ngắn quá không đủ ánh sáng thì mặc dù là chỉ có để đèn cho gà vịt đấy nhưng mà cũng không kéo dài được, cũng nhưng mà cũng không bằng ánh sáng thiên nhiên, mà gà vịt đẻ là theo ánh sáng thiên nhiên. Đó là thủy đã chuẩn bị cho mùa đông rồi đấy. Hy vọng là quý vị thích những cái video này của thủy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.